Xin kính chào và xin cảm ơn quý vị đang theo dõi video nhà bán trên kênh Thiện Đất Bán Nhà Đất Hà Nội. Bất động sản mà quý vị chuẩn bị được theo dõi là tòa nhà có địa chỉ tại phố Thái Hà, Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vị trí nhà thì nằm ngay sát với nhà mặt phố. Đường trước nhà thì rất rộng, có vỉa hè, kinh doanh sầm uất đủ mọi loại hình dịch vụ. Có thể kể đến một số lĩnh vực kinh doanh tiêu biểu ở đây như là kinh doanh hàng công nghệ, điện thoại, điện máy, kinh doanh thời trang, bán rượu ngoại, vân vân. Nhà được thiết kế toàn bộ mặt tiền là kính, hơn nữa là kính màu xanh. Nó mang lại một cái cảm giác rất là hiện đại. Từ nhà thì rất thuận đường để di chuyển qua các trục như là Hoàng Cầu, Âu Chợ Dừa, sang Chùa Bộc, đi Tây Sơn, Ngã Tư Sở, đi Thái Thịnh, Đường Láng, vân vân. Nhà thì có vỉa hè tương đối là rộng. Với ngôi nhà này thì chúng ta có thể cho thuê các tầng từ tầng 1 đến tầng 5. Còn lại các tầng trên thì có thể sử dụng để ở. Về hiện trạng thì đây là nhà xây mới 100%, mới hoàn thiện, nhà chưa ở, cũng chưa cho thuê. Ngôi nhà được thiết kế xây dựng 8 tầng một tung với các thông số cụ thể như sau. Diện tích sổ đỏ là 61m², xây dựng từ tầng 3 trở lên thì là 70m² một sàn. Mặt tiền là 4m6, chiều sâu vào 13m, hướng Tây Bắc. Cả sổ đỏ và xây dựng thì đều vuông vắn, không một chút lỗi lầm. Những căn nhà như thế này thì đa phần các tầng dưới thường được bố trí để cho thuê kinh doanh, văn phòng. Vì thế thì các tầng dưới chỉ làm thông tầng, thiết kế rất là đơn giản. Sử dụng vật liệu chất lượng là ok rồi. Điểm nhấn của nhà về mặt bố trí, về trang trí, về nội thất thì thường là nằm ở các tầng trên với gian bếp, phòng khách, phòng ngủ. Về xây dựng thì đương nhiên là với các tòa nhà có kết cấu lên đến 9 tầng như thế này thì thường sẽ phải đảm bảo những yêu cầu rất khắt khe về mặt nền móng, về kỹ thuật công trình. Quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này. Về thiết kế thì các tầng đều có nhà vệ sinh, có cầu thang bộ, có cầu thang máy ở phía cuối. Từ tầng 5 trở xuống sẽ là thông sàn. Các tầng cao ở phía trên thì sẽ thiết kế hơi khác một chút. Tầng 6 thì là một phòng khách và một phòng ngủ. Tầng 7 là bếp và một phòng ngủ ở phía ngoài. Tầng 8 thì là một phòng ngủ, một phòng thờ và một ban công rộng. Tầng 9 thì là tum và sân thượng. Giá chào bán của căn nhà này vào thời điểm hiện tại thì là 25,5 tỷ đồng. Đây là giá chào bán ở thời điểm này, giá tham khảo, giá có thương lượng và mang tính chất tương đối, chưa phải là giá chốt. Bác nào quan tâm căn nhà đất này và muốn giao dịch trực tiếp với chính chủ, gặp người có toàn quyền quyết định, thì xin gọi cho em Thiện theo số điện thoại là 0962 802 792. Vì bất động sản này có giá trị khá là lớn nên tất cả các vấn đề như là đồ nội thất, nguyên vật liệu, về xây dựng, về trang trí thì đều có chất lượng tỷ lệ thuận với số tiền chúng ta bỏ ra. Xấu hay đẹp thì quý vị đều sẽ nhìn thấy hết ạ. Bây giờ thì xin kính mời quý vị cùng xem tiếp video em có quay chi tiết các tầng trên để cùng cảm nhận và đánh giá. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
Thank you.